Hello, xin chào các fly. Nếu các bạn đã xem Dragon Ball Super thì chẳng lạ gì về thiên thần Whis nữa. Anh ta là kiểu người điềm đạm, xa cách, ôn hòa, đôi khi lơ đãng và có chút gì đó ẹo lả gay gay. Đúng vậy, dù rằng có những lúc lập dị hay tham ăn, nhưng hầu như lúc nào anh cũng tỏ ra vẻ lạnh lùng hoặc cười nói, chứ hiếm khi nào chúng ta thấy ảnh thực sự tức giận. Ngay cả khi những đối thủ mạnh như Broly đánh tới tấp, ảnh cũng vừa né vừa cười. Hay Moro đấm thẳng mặt thì ảnh cũng lãnh đạm đỡ một ngón tay như không có gì xảy ra. Vậy những trường hợp nào đã khiến anh ta cáu kỉnh hoặc có vẻ tức giận nhỉ? Nếu bài thiếu sót, hãy comment bổ sung nha. Bay sẽ ghim comment giá trị nhất. Và đừng quên đăng ký kênh Bay TV nghe. 1. Mức độ khó chịu. Đánh Beerus vì phá hủy hành tinh. Sau trận chiến với Goku God trở về, thì lần này Beerus đã không hủy diệt gì cả. Anh ta khen Goku và Vegeta là đối thủ đáng gờm trong tương lai. Nhân tiện lúc đó, Whis khoe mới sushi mà anh xin được ở trái đất. Chà, xin chứ tiền đâu mà mua. Anh rủ Beerus ăn luôn cho nó tươi. Beerus thèm lắm, anh ta bóc ra một cục xanh xanh hỏi là cái cục gì vậy. Whis làm một cái khuôn mặt không đáng tin cho lắm. Nghe anh đầu bếp nói rằng đó là wasabi, thích ăn bao nhiêu thì ăn. Sau đó anh biết là sắp có biến nên bị lý do tìm nước uống cút lụi đi mất, để lại Beerus với cục mù tạt to như quả lựu đạn. Đấy, biết ngay con mèo đó ăn luôn cả cục, khiến mù tạt nó sọc lên mũi lên não cho án ván mặt mày. Hắn bay lên trời, nước mắt nước mũi tè le va vào một mớ hành tinh xung quanh khiến chúng nổ tan bành cả. Phản ứng bình thường thôi thì Whis núp góc cười hí 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 liền. Nhưng việc phá các hành tinh xung quanh là chuyện lớn à nghen. Whis xử lý hậu quả mệt lắm, còn mất công phải lén lút kéo lùi thời gian các kiểu. Vậy nên anh lập tức tỏ ra khó chịu, từ trong góc bay ra đánh cho con mèo một phát xỉu ngang tại chỗ. 2. Mức độ cáu nhẹ. Beerus mãi không chịu dậy. Ở một nơi vô cùng xa xôi trong vũ trụ, nơi cách cực kỳ xa với trái đất, có một nơi mang tên là lãnh địa của thần hủy diệt. Thần hủy diệt Beerus đã ngủ rất nhiều năm rồi, ông ta gài một đống bom hẹn giờ để tự kêu mình dậy. Cơ mà bom nổ nát hết cả quần áo, sập cả cung điện mà ông vẫn chưa muốn dậy bạn ơi. Thiên thần hướng dẫn Whis buộc phải tự mình đến kêu ông ta. Beerus nói rằng ông biết rồi, nhưng thằng trẻ vẫn chưa muốn dậy. Chà, vừa mới ngủ quên thêm 15 năm rồi đấy. Vậy là Whis đề nghị hát một bài cho thằng hủy diệt nghe. Thế là Beerus sợ ngay với giọng hát trai em gớm chết đó, đành lồm cồm bò dậy. Thằng trẻ dậy xong bắt đầu dùng tay phủi người dụi ghen. Điều này khiến cho Whis sạch sẽ trở nên khó chịu. Ảnh nói anh chuẩn bị cho Beerus cái bồn tắm nóng phòng trời lạnh rồi, đi tắm đi còn kịp. Cơ mà con mèo chọc đó nó có nghe đâu. Nó bảo nó tự làm sạch được rồi. Thế là tự liếm người liếm đít, dùng chân sâu gãy ta đồ các kiểu. Whis đã khá cáu rồi nhưng mặt anh vẫn bình thản nhẹ nhàng nói, Beerus giờ là một kẻ dơ giấy, bụi bẩn từ những vụ nổ báo thức nó dính đầy người rồi. Chưa kể ngủ mấy chục năm giờ chắc nấm mốc nó bọc đầy trong ta rồi đó. Thương, đi tắm liền đi, nhanh còn kịp. Thế nhưng thần hủy diệt vẫn ngủ gà ngủ gật đất thèm nghe, làm cho Whis cáu. Whis bắt đầu xị vả con mèo này, nếu không tắm thì sẽ thúi như chó. Kẻ khác gặp hắn ta sẽ không chỉ gọi là thần hủy diệt nữa mà gọi là thần hủy diệt cái lộ mũi. Thấy mà phát gớm à. Beerus quay lại liếc mắt nhìn Whis và gườm gườm rằng, có lẽ tao nên hủy diệt mày trước. Như anh mèo này tuổi đâu mà chơi với thiên thần. 3. Tình trạng cáu nhẹ. Bị Piccolo nắm tay. Khi Beerus đánh nhau với Sugoku ở dạng God thì Whis ở ngoài mãi mê ăn sushi. Món đó ngon đến mức ảnh xin đầu bếp làm thêm một ít để mang về nhà ăn tiếp. Sau đó anh ra ngoài đỡ phi thuyền bay vào đầu Satan này, lại chiếu trực tiếp truyền hình vệ tinh trận đánh ngoài vũ trụ cho đám người trái đất mà không có thu tiền. Sau cùng khi xác định trái đất sắp bị Beerus phá nổ tung thì ảnh rất lịch sự cảm ơn vì đồ ăn ngon và sự tiếp đãi tuyệt vời. Ảnh bye bye mọi người xong định cút lủi về hành tinh của mình luôn. Thế nhưng gã cục xúc Piccolo nắm tay thằng trẻ lại không cho đi. Chắc do mua sushi không trả tiền đó. Nè nè, không có được đi nha chưa. Piccolo cũng rén lắm chứ, mặt toát đầy mồ hôi. Bỏ ra bạn ơi, bỏ cái tay ra bạn ơi, bỏ ra. Whis đã hơi cáu rồi đấy, anh ta có thể sai con mèo thịt tụi này nhanh gọn lẹ luôn. May sao Vegeta kịp chưởng một đòn kia xuống đất văng cả hai thằng. Piccolo hiểu ra là Vegeta muốn mình giữ bình tĩnh, tỷ thì chết. 4. Tình trạng cáu nhẹ. Goku và Beerus cãi lộn ngứa cả tai. Whis nhận ra ki của cu đen khai giống ki của gã Yamatsu tập sự Kaioshin của vũ trụ thứ 10, nên đưa Beerus và Goku đến đó xem xét tình hình. Ở đây Goku cuồng chiến đã đài mọi cách để được đánh nhau với gã Yamat đó. Goku đã chiến thắng khơi gợi sự đam mê hủy diệt của hắn ta. Rồi anh ta cùng với hai vị thần trở về trái đất. Trong chuyến trở về này thì Whis cho rằng đã tìm đúng người rồi đấy.
Goku cũng thấy kỳ giống giống nhưng cho rằng thằng này đếch phải đâu, vì thằng Yamato rõ ràng là người tốt. Xong rồi cậu ta còn cho rằng cảm giác đánh nhau với thằng này giống như đánh với Beerus trước kia. Beerus cấu ngay chữ Goku làm đếch gì có chuyện, lại có thằng nào lại có thể so sánh với mình chứ. Goku lại cố chấp cho rằng tương lai thằng Huệ đó mạnh ngang Beerus đấy. Điều này khiến Beerus nổi điên lên vì mình cứ bị so sánh. Goku vẫn cứ tiếp tục nhầy nhụa chơi cù nhầy. Hai thằng này cứ luyên thuyên chửi nhau qua lại khiến Whis ngứa hết cả tai, khó chịu vãi cả trưởng. Anh liếc đôi mắt khó chịu đó nhìn về phía sau rồi quyết định chơi trò bất dạy. Khi về tới trái đất, anh cố ý bay vòng vòng lạng lách đánh võng rồi quăng hai thằng khỉ mèo kia cắm đầu xuống dưới đất. Chỉ có mình anh là an toàn. Ô, xin lỗi nhé các bạn ơi, do hai bạn lại nhảy quá nên tô bay không có ổn định lắm nha. Mày cố tình chơi đúng không? Giỡn hoài không có nội, ai mà dám. 5. Cấu nhẹ, bị già năng trên chiến trường trận Goku với Frieza. Frieza sau khi được hồi sinh đã kéo bè kéo phá đến đánh phá trái đất. Trước khi việc đó diễn ra thì Bulma đã dùng Whis tới bằng kem dâu của mình. Tin nhắn đã bị trễ nên Whis và Beerus đã đến vào giữa cuối cuộc chiến. Họ đòi ăn kem dâu ngay, nếu không Beerus sẽ hủy diệt tất cả. May mà Bulma có đem bánh kem theo ra ngoài chiến trường. Hai thằng cha thản nhiên ăn bánh giữa chiến trường mù mịt bụi. Họ rất thích món bánh trông giống cái não con cóc khổng lồ ở hành tinh Manu. Lại còn quả dâu tây trông đơn giản nhưng lại rất là ngon. Hai thằng hỉ hãi hùi hùi ăn trong lúc Goku cũng đang được ăn đòn từ Frieza. Nhưng việc Beerus móc luôn quả dâu cuối cùng ra khiến cho Whis trở nên khó chịu. Anh nhăn mày nói rằng quả dâu đó phải là của ảnh mới đúng chứ. Đừng có mà mồm điêu, mi ăn mấy quả rồi mà ồn. 3 quả. À, tao ăn có 2 quả à. Bớt giỡn, ngày đã ăn hết 5 quả. Cái bánh này có tới 8 quả là tôi đếm kỹ lắm luôn rồi đó. Whis lúc này khả cấu vì ngoài việc bị giành ăn thì anh ta nói toàn sự thật kia mà. Beerus đuôi lý mồ hôi đầy trán đã chơi cùng. Không quan tâm, ta là thần hủy diệt kia mà. Lúc này Whis đành bất lực, thở dài. 6. Khả cấu, Beerus hạ nhục cha mình. Như các bạn biết về việc giải đấu vũ trụ được tổ chức sớm, đó là do Goku thèm đánh nhau quá đi gặp Zeno và được chốt kèo luôn là đấm thắng tất cả các vũ trụ còn lại, hoặc chính vũ trụ của mình bị phá hủy. Beerus rất lo lắng cho tính mạng của mình, vì vũ trụ 7 bị phá vỡ thì bản thân ông cũng ngõm cụ tỏi. Ông ta cay lắm chữ Goku om som sa bần. Ông ta càng cay hơn nữa khi Goku còn cười hí hí hô hố dẫn dưng vô tâm trước những gì mình đã làm. Trong khi đó thì thần Kaioshin tối cao không thể kiếm đủ 10 thằng chiến binh mạnh mẽ. Thế là cay nhân 3 lần. Nhưng cái đó vẫn chưa là giới hạn. Tiếp tục cay lần thứ 4 khi nhớ ra thằng Whis bên cạnh không thể bị xóa sổ. Này mà đồng cam cộng khổ cái con khỉ mẹ gì. Whis tiết lộ rằng anh ta chỉ là người hướng dẫn được gửi đến từ thế giới khác mà thôi. Lúc thì là thiên thần, lúc thì đổi sang vị thế người hướng dẫn. Hay thật đấy. Beerus thắc mắc luôn liệu Whis có phải là con trai của Daishinkai không. Whis mồ hôi chảy ròng ròng đành thừa nhận rằng điều đó là sự thật. Beerus liền nói một câu kinh thiên động địa, ánh mắt nghiêm trọng, mồ hôi đầm đìa. Hãy về hối lộ ông ta đi, ông ta sẽ trục xuất chúng ta khỏi giải đấu này, nhanh lên còn kịp. Điều này đã làm cho Whis cảm thấy khó chịu, nó chạm đến tôn nghiêm gia tộc nhà ảnh, ảnh hưởng đến danh dự của cha anh ta. Nhưng ảnh chỉ có thể nói ý nhì với thằng hủy diệt với cái kiểu khó chịu ra mặt. Đừng nói những điều ngớ ngẩn đến như vậy, thật sự ngài đúng là một vị thần hết sức là bướng bỉnh. Lúc đó anh ta quay cái mặt khó chịu nhìn xuống và nhắm mắt luôn, chẳng thèm nhìn Beerus gì nữa cả. 7. Tình trạng rất cáu, đồ cù nhây của Goku. Whis đã được Bulma mời đến trái đất ăn những món ăn thật là ngon. Mục đích của cô là cho ông này há miệng mắt quai, buộc phải bảo vệ cô ta và Chen. Vegeta đi luyện tập về và gặp Whis ở đó. Anh ta cảm thấy Whis thật phi thường nên đã xin Whis dạy võ cho mình. Đời nào mà Whis chịu. Vậy là Vegeta đã hối lộ ông này bằng cả tạ mì tôm rồi được đi học võ. Son Goku vô tình nghe được tin này nên liên tục quấy rầy Bulma mọi lúc mọi nơi để chờ Whis đến, ngay cả khi cô ta đi tắm. Bulma lại không thích vì muốn món lời đó chỉ dành cho chồng mình. Nhưng rốt cuộc cô ấy cũng không chịu nổi mà gọi Whis xuống rồi kêu Goku tới. Vừa thấy mặt Whis, Goku cũng đòi đi học võ cho bằng bạn bằng bè. Whis lần này dễ chịu nên đồng ý ngay tại chỗ. Đợi ảnh đi ăn xong với Bulma rồi qua liền. Goku đồng ý ngay, nhưng thật sự anh ta không có nhiều sự kiên nhẫn đến như vậy. Khi Whis vừa khen món đầu tiên chưa kịp ăn thì Goku đã hối xong chưa liền. Chà, khá khó chịu đấy. Khi vừa đuổi Goku đi gấp miếng đầu tiên bỏ vào mồm thì hắn lại tới hối xong chưa liền. Vãi, sắp ăn tới mỏ rồi. Anh ta khá cáu bèn đuổi Goku đi.
Goku vừa quay đi lại quay lại liền, kêu vậy thì nhanh lên nhé. Điều này đã khiến Bulma và Whis bất mãn. Rồi sau đó khi Whis vừa gắp miếng thịt bò đầu tiên quấy vào nồi lẩu cho nó chín, thì Goku lại xuất hiện và hỏi rằng: xong chưa? Lần này anh ta đã nổi giận thật rồi, gân đỏ nổi lên đầy trán. Whis gằn giọng nói với Goku rằng thời gian sẽ kéo dài thêm. Bulma thì hù rằng Whis có thể sẽ không đưa cậu theo nữa. Goku bèn lôi ghế ra sau lưng Whis xem ông ta ăn, khiến ông khó chịu ra mặt. Đang ăn hay làm gì mà có người quan sát thì khó chịu lắm nha. Whis hiền chứ phải bay thì bay đấm vỡ mồm thằng này rồi chẳng cho nó theo đâu. Cho nó theo á là nó còn nhây mình dài lâu. Rốt cuộc như ý nguyện, Whis không muốn cho thằng này đi cùng. Ăn xong lau mép chuẩn bị bỏ đi. Ngay lúc đó con vợ Goku lại tới nhầy khóa tay thằng trẻ. Goku tự như đứng hình ở lại trái đất rồi. Nhưng khi Whis vừa biến đi thì Goku đã kịp xô con vợ té nhào bổ đầu rồi ông lấy chân Whis để cùng đến lãnh địa của thần hủy diệt. Whis nhìn thấy như anh ta đã lỡ khởi động rồi, đành thở dài cho Son Goku đi theo. Ayo, video đã kết thúc tại đây rồi. Nếu các bạn sưu tập đồ anime mọi chủ đề, đừng quên ghé My Store tại Shopee, Lazada, Facebook trong mô tả nha. Bay vừa bán chuỗi cửa hàng cũng vừa là một người sưu tập đủ thứ. Hãy xem review tại kênh My Store. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Bye bye.